Bốn người phụ nữ bên đời Hoài Linh và những chuyện thâm cung bí sử. Ngoài người vợ có nhan sắc như hoa hậu, danh hài nổi tiếng còn có những người phụ nữ khác rất quan trọng. Hoài Linh là người rất kính tiếng về đời tư trên mặt báo, anh ít khi nhắc tới những người bóng hồng trên cuộc đời mình. Ngoài người vợ cũ có nhan sắc như hoa hậu, trong đời danh hài nổi tiếng còn có những người phụ nữ hết sức quan trọng, có thể khiến anh vào sinh ra tử. Mẹ Hoài Linh. Hoài Linh sinh ra ở Cam Ranh, Khánh Hòa, cha mẹ vốn quê ở Đại Lộc, Quảng Nam, mẹ anh bà Nguyễn Thị Lệ Phương, từng điều hành một nhà hộ sinh tư ở Cam Ranh. Năm 1975, gia đình anh di tản vào Sài Gòn lập nghiệp. Cuối năm 1993, anh theo gia đình sang định cư ở Mỹ. Là người sống nội tâm kính tiếng, danh hài ít khi chia sẻ về người mẹ yêu quý của mình. Thỉnh thoảng anh chia sẻ ảnh gia đình và cha mẹ trên Facebook cá nhân cùng lời nhắn trân trọng dành cho đấng sinh thành. Gần 80 tuổi, mẹ Hoài Linh trông vẫn rất khỏe mạnh, minh mẫn và có gu thời trang tinh tế. Giữa tháng 9 2016, mẹ Hoài Linh về Việt Nam tham dự lễ cúng tổ diễn ra ở đền thờ tổ Hoài Linh. Trước đông đảo người hâm mộ, nghệ sĩ và giới truyền thông, thân mẫu Hoài Linh không ngại cất giọng hát ngọt ngào gửi tặng khán giả. Ở tuổi 77, mẹ danh hài nổi tiếng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn. Khi nói về người con trai nổi tiếng, mắt bà Lệ Phương lộ rõ tình yêu thương và niềm tự hào về con. Dương Triệu Vũ từng chia sẻ, cả nhà anh rất thích ca hát. Mỗi dịp đoàn tụ, cả nhà lại quây quần ngồi hát bên nhau. Dù tuổi đầu đã cao, nhưng bố mẹ Hoài Linh luôn quan tâm và sát cánh cùng mọi hoạt động của con cái. Hình ảnh đời thường giản dị mộc mạc của mẹ danh hài Hoài Linh trong dịp về Việt Nam tham dự lễ cúng tổ nghề ở đền thờ tổ do con trai xây dựng. Vợ cũ Hoài Linh. Giữa tháng 4 2016, MC Kỳ Duyên đăng tải những bức ảnh hiếm hoi của nhiều nghệ sĩ hải ngoại, trong đó có ảnh cưới của danh hài Hoài Linh. Bà xã của Hoài Linh tên là Lê Thanh Hương. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gương mặt phúc hậu mang đậm nét Á Đông. Hoài Linh và Thanh Hương quen nhau tại một quán karaoke. Cảm mến người đẹp xứ dừa sau lần gặp đầu tiên, Hoài Linh đã chinh phục trái tim cô bằng sự chân thành, mộc mạc và giản dị nhất. Tháng 4 năm 1997, Hoài Linh bảo lãnh Thanh Hương sang Mỹ và chung sống sau lễ cưới nho nhỏ ấm áp. Danh hài sinh năm 1969, ít khi nhắc về vợ cũ. Trong một lần phỏng vấn, anh tiết lộ CD tình karaoke chính là dành món quà cho vợ với cuộc gặp gỡ định mệnh. Hoài Linh cho biết vợ là người chịu thương, chịu khó và hết lòng hy sinh sự nghiệp của chồng. Tuy nhiên, cuộc tình của Hoài Linh và Thanh Hương chỉ kéo dài 14 năm. Cặp đôi chia tay trong im lặng nên rất ít người biết về cuộc sống đời tư của ông vua hài miền Nam. Giờ đây, dù không còn là vợ chồng, song vợ cũ Hoài Linh vẫn nhận được sự trân trọng của gia đình danh hài. Mới đây, Dương Triệu Vũ, em trai Hoài Linh, chia sẻ tình cảm dành cho chị dâu. Ca sĩ sinh năm 1984 cho biết, trước đây mỗi lần qua Mỹ, anh vẫn tới thăm chị dâu. Dù hết duyên với Hoài Linh, song Thanh Hương vẫn rất nhiệt tình đưa em chồng đi ăn và shopping. Dương Triệu Vũ tâm sự, dù chỉ đi ăn những món ăn rất rẻ và đi mua sắm cũng chỉ đi vòng vòng. Em trai Hoài Linh tiết lộ, mình rất thương chị dâu, dù chị đã có tổ ấm riêng và sống hạnh phúc. Dù vậy, sau khi ly dị, hai anh chị vẫn có cái nhìn thiện cảm dành cho nhau. Bố mẹ tôi vẫn coi anh chị như những người con thật sự trong gia đình mà không hề có sự giả tạo. Dương Triệu Vũ dành sự trân trọng cho vợ cũ của anh trai. Hà My, giữa tháng 3 vừa qua, showbiz Việt chấn động với tin tức ca sĩ Hà My, cháu gái danh ca Thái Châu, từng là người yêu cũ của Hoài Linh. Hà My gây bất ngờ khi tham gia chương trình tình Bolero Hoang Ca và bị chính chú ruột mắng vì quá khứ ham chơi nông nổi. Sau đó, nghệ sĩ Thanh Hằng lại bật mí, Hà My là bạn gái của Hoài Linh khi xưa. Khi được hỏi về chuyện tình cảm trong quá khứ với Hoài Linh, Hà My tiết lộ danh hài là mối tình đầu của cô, khi đó cô vừa tròn 14 tuổi. Giữa tôi và anh Hoài Linh có cảm giác đặc biệt lắm, anh thương tôi từ khi anh chưa đi Mỹ, chưa thành danh, Hà My cho biết. Sau khi hé lộ chuyện tình cảm xưa với Hoài Linh, Hà My tâm sự cô bị mất ngủ khi danh hài gọi điện động viên. Đặc biệt cảm ơn giám khảo ơn rời cậu đây rồi, không trách cứ cô đã tiết lộ chuyện cũ, ngược lại còn cho phép Hà My nói thoải mái sự thật danh hài từng yêu chị. Trong tập 8, tình Bolero Hoang Ca, Hoài Linh còn đóng vai khán giả gửi yêu cầu tặng ca khúc 10 năm tình cũ tới Hà My với lời nhắn, chúc em lúc nào cũng nhiều năng lượng và phải cố gắng lên nha, đừng có phụ lòng anh bốn đó. Dù chỉ gắn bó với nhau 2 năm, nhưng với Hoài Linh, Hà My là cô gái rất dễ thương và xinh xắn. Chính ca sĩ sinh năm 1976 cũng bật mí, danh hài là người sâu sắc ít nói mà thể hiện tình cảm bằng hành động. Em gái Phương Trang. Phương Trang là em gái thứ của Hoài Linh và là em gái duy nhất của danh hài.
Hoài Linh từng bật mí Phương Trang trong thứ tự thành viên trong gia đình họ Võ, 6 anh em. Số 2 Phương Trâm, số 3 Phương Trinh, số 4 Hoài Linh, số 5 Duy Linh, số 6 Phương Trang, số 7 Tuấn Linh. Trong 6 anh chị em, chỉ có Hoài Linh, Dương Triệu Vũ và Phương Trang là theo nghệ thuật. Dù ít khi nói về em gái, song Hoài Linh lại là người rất tâm lý và thương em. Anh từng lo lắng môi trường showbiz khắc nghiệt không hợp với Dương Triệu Vũ và Phương Trang nên không cho hai em theo nghệ thuật. Nếu anh trai là người giản dị thì Phương Trang lại có cuộc sống khá thoải mái ở Mỹ. Cô thường đi du lịch nhiều nơi trên thế giới và hưởng thụ cuộc sống. Trước khi từ mặt, Hồ Quỳnh Anh, Harry Won từng thân thiết cỡ này. Trước giờ, Hồ Quỳnh Hương, Harry Won chưa có bất kỳ mâu thuẫn nào. Chỉ đến khi đàn em ngồi vị trí giữa giám khảo, mối quan hệ giữa họ đã không còn tốt đẹp. Trưa qua, ban tổ chức một chương trình truyền hình thực tế về ca hát vừa gửi thông tin đến các đơn vị truyền thông về việc ca sĩ Hồ Quỳnh Hương hủy bỏ việc làm giám khảo tại live show chính và đêm chung kết của cuộc thi. Theo thông tin từ ban tổ chức, nữ ca sĩ đã vô cùng tức giận sau live show 8 khi thấy ca sĩ Harry Won, giám khảo khách mời, lại ngồi vào ghế chính giữa của ban giám khảo chương trình. Qua tìm hiểu được biết, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương từng muốn ngồi vị trí chính giữa của ghế nóng. Tuy nhiên, do một số live show có cả sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà, Harry Won, Tuliver, nên cô thoải mái ngồi ở phía bên và để giám khảo là nhạc sĩ Dương Khắc Linh ngồi xen giữa hai giám khảo còn lại. Đến live show 8, Hồ Quỳnh Hương không thể góp mặt vì bận công việc riêng. Bà xã Trấn Thành, đạo diễn Quang Dũng đã được ban tổ chức mời đến để cùng giám khảo Dương Khắc Linh chấm điểm, đánh giá các thí sinh. Đêm thi này, Harry Won được ekip chương trình sắp xếp ngồi ở vị trí chính giữa. Khá bức xúc vì đàn em được ưu ái ngồi ở vị trí chính giữa, phía Hồ Quỳnh Hương đã quyết định hủy hợp đồng, không tiếp tục tham gia. Trước đó, Hồ Quỳnh Hương và Harry Won từng hội ngộ trong live show 1 của chương trình. Hồ Quỳnh Hương còn khen Harry Won chém gió tiếng Việt giỏi sau khi cưới Trấn Thành. Harry Won và đàn chị đã có màn đổi vai khá thú vị trong liên khúc Có Nhau Trọn Đời, Hương Đêm Bay Xa và với phần đệm nhạc của ca sĩ Dương Khắc Linh. Khoảnh khắc vui vẻ của cả hai khi lần đầu hát song ca cùng nhau. Ở live show thứ 2, Hồ Quỳnh Hương, Harry Won trò chuyện thân thiết trong hậu trường. Trên ghế nóng, Hồ Quỳnh Hương và Harry cũng giao lưu vui vẻ khi nhận xét các tiết mục dự thi. Cả hai còn chọn vị trí đứng gần nhau khi chụp ảnh cùng các thí sinh. Thanh Thảo và những cuộc tình đã qua với soái ca showbiz Việt. Trải qua nhiều cuộc tình, cuối cùng búp bê Thanh Thảo cũng tìm được hạnh phúc bên bạn trai Việt Kiều. Đức Trí và Thanh Thảo là cặp đôi đẹp lúc bấy giờ của làng giải trí Việt. Đức Trí là người giúp đỡ cô trong những ngày chập chững bước vào nghề. Chuyện tình đẹp của họ kéo dài hơn 3 năm thì Đức Trí đi du học ở Mỹ. Thanh Thảo mải mê đi tiếp con đường ca hát do chàng nhạc sĩ tài hoa dẫn dắt và thế là cuộc tình của họ khép lại. Đến tận bây giờ, nhắc đến Đức Trí, Thanh Thảo vẫn dùng những lời cảm ơn sâu sắc và luôn tôn trọng mối tình với nhạc sĩ này. Tuấn Hưng, sau khi chia tay tình đầu Đức Trí, trong showbiz Việt có tin đồn Thanh Thảo có mối quan hệ tình cảm với Tuấn Hưng khi nam ca sĩ này chân ướt chân ráo vào Sài Gòn lập nghiệp. Tuy nhiên, Thanh Thảo chưa lần nào thừa nhận chuyện tình cảm với nam ca sĩ này. Nhưng ca sĩ Tuấn Hưng từng tiết lộ với báo chí về mối quan hệ của họ. Việc họ cùng song ca ca khúc Tình Nồng Say trong live show đầu tiên mang tên búp bê đẹp xinh của Thanh Thảo càng khiến người hâm mộ tin vào một tình yêu tuyệt đẹp. Tuấn Hưng từng tiết lộ cuộc tình ngắn ngủi chỉ diễn ra trong vòng nửa năm thì kết thúc. Nguyên nhân đổ vỡ được Tuấn Hưng chia sẻ là do cả hai người đều cá tính mạnh nên rất khó dung hòa. Nhìn lại cuộc tình này, Tuấn Hưng thừa nhận đây là mối tình nhiều kỷ niệm đẹp của anh và anh đã yêu Thanh Thảo rất nhiều, nhưng trong cuộc sống không phải cứ yêu nhau là đến được với nhau. Đến hôm nay, Tuấn Hưng vẫn quan tâm đến Thanh Thảo như một người bạn. Quang Dũng, chuyện tình của Thanh Thảo và Quang Dũng diễn ra khoảng 4 năm, làm tốn nhiều giấy mật của báo giới lúc bấy giờ. Thanh Thảo cuốn hút Quang Dũng bởi ở cô có lúc dịu dàng đầm thắm, lúc trẻ trung sôi động và sự năng động của cô luôn là yếu tố hấp dẫn Quang Dũng. Lý do chia tay sau 4 năm hạnh phúc được hiểu ngầm là Thanh Thảo vì tính bốc đồng đối lập với Quang Dũng, một người bảo thủ lại khá điềm tĩnh. Quang Dũng cũng đã có gia đình và bây giờ có phần không trọn vẹn. Thanh Thảo đi thêm một bước nhưng cũng thất bại trong tình cảm. Hai người họ vẫn là đôi tiên đồng ngọc nữ trên sân khấu mà khó ai thay thế được trong lòng khán giả hâm mộ.
Điểm đẹp nhất của cặp đôi này là sự tôn trọng nhau sau khi chia tay. Họ không bao giờ nói những lời không hay về nhau, luôn là bạn tốt và xuất hiện trong tất cả các sự kiện âm nhạc của nhau. Quang Dũng cũng thú nhận anh vẫn thân với Thảo, xem Thảo như một đồng nghiệp, một người em gái, sẵn sàng bên cạnh những lúc Thảo cần đến sự sẻ chia của Dũng. Trong một chương trình, Thanh Thảo bồi hồi nhắc lại một vài kỷ niệm ngày xưa chính trên sân khấu. Quang Dũng là một chàng trai đáng yêu, tôi đã từng yêu anh say đắm. Và cho đến hôm nay, tôi vẫn chưa bước lên xe hoa là vì vẫn còn yêu anh, nhưng đó là thứ tình yêu lớn hơn. Tình yêu dành cho một người anh, một người đồng nghiệp, Thanh Thảo nói trong niềm xúc động. Đan Trường, trong mắt Đan Trường, Thanh Thảo là một phụ nữ thông minh, nhạy bén trong ca hát và cả kinh doanh. Và anh cũng nói thêm rằng, người đàn ông nào lấy được nàng búp bê chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, bởi Thanh Thảo luôn chu toàn, biết lo lắng, quan tâm đến mọi người xung quanh. Tuy nhiên, cô rất hay nhõng nhẽo. Đan Trường từng tâm sự, trong những lần cùng nhau lưu diễn ở nước ngoài, nhiều khi anh bị bệnh, thì người chăm sóc quan tâm anh tận tình và chu đáo chính là Thanh Thảo. Đan Trường giải bày rằng, hai người có mối quan hệ rất thân thiết, có khi là một người bạn dốc bầu tâm sự, có khi là tình đồng nghiệp, tương thân tương ái, và có khi lại là một người yêu thân thương. Anh cũng khẳng định rằng, xém chút nữa là người yêu của nhau rồi. MC Bình Minh, tin đồn cặp đôi này rộ lên khi Bình Minh tham gia DVD single Người Thứ Ba của Thanh Thảo. Mặc dù trước đây Bình Minh từng góp mặt trong một dịp khác của Thanh Thảo, nhưng lần này vì diễn quá đạt nên dư luận chắc rằng họ có quan hệ trên mức bình thường. Hỏi Bình Minh thì anh nói là một diễn viên, cần phải diễn đạt vai diễn của mình. Khi mọi người nhìn thấy Bình Minh rất tình cảm với Thanh Thảo, tức là cả hai đã diễn xuất thành công. Ngoài đời, cả hai là bạn bè thân thiết nên cũng dễ truyền cảm xúc cho nhau trong những cảnh tình tứ. Bình Minh cũng từng lên báo khen Thanh Thảo là cô gái thông minh, giỏi giang và lại rất chịu khó trong công việc. Bình Minh cũng không ngần ngại khi tuyên bố, nếu chưa có gia đình, biết đâu tôi sẽ chọn người có tính cách như Thanh Thảo, vì cô ấy cũng là hình mẫu phụ nữ lý tưởng của nhiều người đàn ông.